Hello xin chào anh chị em Chào mừng anh chị đến với kênh đầu tư chứng khoán Quang Trần Invest Trong cái video ngày hôm nay chúng ta cùng trao đổi về diễn biến Về kịch bản thị trường trong những phiên tuần tới Nó sẽ hoạt động ra sao Những cổ phiếu nào nó có khả năng nó tiếp tục tăng Hay những cổ phiếu nào chúng ta nên tránh xa Chắc hẳn là, là với những anh em mà đang nắm giữ cổ phiếu Trong những phiên vừa qua, trong tuần vừa qua Rất là hưng phấn Sau khi cầm những cổ phiếu mà nó tăng rất mạnh đặc biệt là những cổ phiếu thuộc nhóm bất động sản, những cổ phiếu thuộc nhóm xây dựng hay những cổ phiếu mà mình lít ở trong cái chia sẻ đầu tuần ngày mùng 8 tháng 5 vừa qua. Lít danh sách mà mình lọc cổ phiếu theo cái thứ tự ưu tiên. Đây là cái danh sách mà mình lọc ở trong nhật ký và mình có gửi đến đông đảo anh chị em. Có những cổ phiếu ở trong cái list này nó tăng đến 20, gần 30% rồi. Ví dụ như thằng TG này nó tăng gần 30% này. Thằng G36 nó cũng tăng gần 30% rồi. Trong cái phiên ngày thứ sáu phiên cuối tuần vừa qua thì nó tăng một phiên gần 15% thuộc sàn upcom. Chắc là sẽ có ít anh chị em mua G36 thôi, nhưng mà với những anh em mà nắm giữ cổ phiếu này cũng đem về khoản lợi nhuận kha khá đấy. Đây là cổ phiếu cuối cùng trong cái danh sách ưu tiên. Đây là cái danh sách ưu tiên số 1 mà mình gửi đến anh em trong ngày mùng 8, à, dạng sáng ngày mùng 8 tháng 5 ở đầu tuần vừa rồi. Thì lát nữa mình sẽ phân tích, mình gửi đến anh em những cổ phiếu mà anh em cần quan tâm, đặc biệt quan tâm trong những phiên sắp tới của thị trường Cho nhiều anh em hỏi mình là liệu thời gian tới có giải ngân thêm tiền được không Có full margin, có vay margin được hay không Thì lát nữa chúng ta cùng trao đổi, cùng chia sẻ kỹ hơn về những cái vấn đề này anh em nhé Trước khi thảo luận về diễn biến và kịch bản thị trường tuần tới Thì chúng ta cùng chia sẻ, cùng thảo luận về diễn biến của thị trường trong tuần vừa qua Và trong những phiên vừa qua anh em nhé Đặc biệt là trong phiên kết tuần, trong phiên ngày thứ sáu vừa qua thị trường nó có một phiên bùng nổ, một phiên tăng khá là mạnh với cái mức tăng là 0,93%, tương ứng là thị trường nó đóng cửa ở mức 1 điểm với một phiên có cái mức thanh khoản của thị trường nó đạt 725 triệu cổ phiếu được giao dịch trong phiên với giá trị thị trường nó đạt khoảng gần 12.000 tỷ. Trong đó thì có 222 cổ phiếu nó tăng điểm và có 140 cổ phiếu nó điều chỉnh, nó giảm nhẹ trong cái phiên kết tuần của thị trường. Và ở thời điểm hiện tại cái chỉ số tham lam sợ hãi nó cũng đã tiến tới cái ngưỡng là 83 điểm. Cái vùng mà nhiều anh em sẽ kiếm được những khoản lợi nhuận rất nhanh chóng trong những phiên sắp tới. Và ở thời điểm hiện tại thị trường nó còn tiếp tục tăng hay không? Thì lát nữa mình sẽ đi vào phân tích cái kịch bản thị trường trong những phiên sắp tới. Anh chị em có thể theo dõi về thị trường trong những phiên vừa qua. Chúng ta có thể đánh giá những phiên đầu tháng 5 vừa qua nó khá là giống những phiên hồi cuối tháng 3. Với những phiên thị trường nó bắt đầu hồi phục đi lên là ngày mùng 8 tháng 5 mở gáp tăng rất mạnh với cái lực tăng là 1,26%. Nhưng phiên sau đó đầu phiên thì thị trường mở gáp tăng mạnh nhưng đến cuối phiên gặp cái áp lực bán chốt lời của nhiều anh em tham gia mua bắt đáy đã khiến cho thị trường quay đầu và đóng cửa ở cái mức giá thấp nhất trong phiên. Tuy là cái chỉ số VNX nó vẫn tăng điểm, tăng 0,33 điểm. Nhưng theo mức điểm mở cửa và mức điểm đóng cửa thì thị trường nó đóng cửa ở cái mức điểm gần như là thấp nhất trong phiên. Thì cái tín hiệu này nó cũng tương đối giống với cái phiên ngày 24 tháng 3. Và phiên sau đó thì thị trường lại rút chân, đầu phiên thì giảm. Nhưng mà đến cuối phiên thì lại rút chân và đóng cửa gần như ở mức điểm cao nhất trong phiên. Nhưng sang đến phiên thứ tư kể từ thời điểm thị trường nó hồi phục thì thị trường nó lại đóng cửa gần như ở mức điểm thấp nhất trong phiên thì nó cũng tương tự so với phiên ngày thứ năm vừa qua là ngày 11 tháng 5 và đến phiên ngày thứ sáu vừa qua thì nó cũng giống như là phiên ngày 29 tháng 3 thì thị trường nó đóng cửa ở cái mức điểm cao nhất trong phiên anh em mà phân tích chúng nó lưu lại anh em sẽ có những cái phiên bách test sau này để đánh giá được thị trường nó có lặp lại theo những cái diễn biến lịch sử nó đã từng xảy ra hay không để anh em có thể đánh giá được ở giai đoạn hiện tại của thị trường nó đang giống với nó đang tương tự so với giai đoạn nào của thị trường trong quá khứ cũng như là các cổ phiếu trên thị trường nó đang hoạt động ra sao nó có đem lại cái cơ hội để anh em có thể mua mới cổ phiếu hay không với kỳ vọng tiếp tục đem về các khoản lợi nhuận hay không anh em nhé thì uh, theo cái quan điểm cá nhân của mình mình đánh giá giai đoạn hiện tại của thị trường nó đang khá là giống giai đoạn hồi cuối tháng 3 đây cũng là giai đoạn nhóm dòng chứng khoán nó bật tăng rất mạnh và một số cổ phiếu thuộc nhóm bất động sản và xác nhận cái mẫu hình và thời gian vừa qua nhiều anh em nắm giữ những cổ phiếu thuộc nhóm bất động sản chắc hẳn là đều đem về những khoản lợi nhuận rất hưng phấn rất là vui rất là happy trong những phiên vừa qua đúng không anh em mà theo dõi video gần đây của mình trong thời gian vừa qua, chắc hẳn là anh chị em sẽ nắm bắt được những kiến thức, nắm bắt được những kinh nghiệm mà mình phân tích thị trường trong thời gian vừa qua. Đặc biệt là với thị trường chung ở giai đoạn này này, ngày 25 26 tháng 4 thì mình có phân tích là thị trường có khả năng nó sẽ giảm về vùng 1025 đến vùng 1030 sau đó sẽ có lực cầu tham gia và kéo thị trường hồi phục bật tăng mạnh mẽ đi lên và nhóm bất động sản sẽ là nhóm thay cho nhóm chứng khoán nó leader thị trường hồi phục đi lên thì ở phiên ngày 26 tháng 4 mình mới khuyến nghị anh em hầu hết là anh em trong zoom khách hàng mua được những cổ phiếu như thằng đích như thằng seo như nam long hay là đất xanh anh em theo dõi cái trong cái ảnh mà mình nhắn anh em ở trong zoom khách hàng về cái tín hiệu mình gửi đến tất cả anh em trong Zoom khách hàng về những cái tín hiệu của nhóm dòng bất động sản ở cái khung giờ khoảng 13 giờ 50. Về thằng đích là một thằng sale là hai thằng đất xanh là ba thằng Nam Long hay là rất nhiều các cổ phiếu khác trên thị trường. Mà đến thời điểm hiện tại anh em có thể theo dõi lại những cổ phiếu như đích anh em mà mua ngày 26 hoặc là 27 tháng 4 đi thì đến thời điểm hiện tại anh em cũng đã có khoản lợi nhuận khoảng 25%. Một cái khoản lợi nhuận rất là tích cực mà không phải là ai cũng tận dụng được trong thời gian vừa qua anh em để ý này thằng đích là một thằng đất xanh là hai seo nam long edg thậm chí như thằng edg lợi nhuận của nó giai đoạn này nó không bằng thằng đích luôn cơ hay những cổ phiếu như dtd thì mình khuyến nghị sau ngày 28 tháng 4 đu trần đến thời điểm hiện tại đã chốt lời hay những cổ phiếu như vx đã đem về khoản lợi nhuận hai mươi hai hay g 36 này thì cổ phiếu này đã gửi đến tín hiệu anh em những cổ phiếu như tg này hay smc này hay tlh này SMC hai phiên thôi, ba phiên thôi cũng đem về khoản lợi nhuận khoảng 14% rồi. Hay TLH này nó nhiều hơn, hay HSG này. HSG thì lợi nhuận sinh ra ít hơn. Vì giai đoạn này anh em để ý là dòng tiền ưu tiên sẽ chảy mạnh vào các cổ phiếu penny hơn, các cổ phiếu vừa hơn là các cổ phiếu có vốn hóa lớn. Có thể thằng HSG hay thằng Nam Kim một vài phiên tới nó mới chạy. Vì nền giá của những cổ phiếu này nó yếu hơn thì lát nữa mình sẽ phân tích chi tiết hơn các nhóm cổ phiếu để anh em có thể theo dõi để có thể tìm ra những cổ phiếu yêu thích và lựa chọn để giải ngân trong thời gian tới anh em nhé. Đấy là cái phần số 1 mà mình vừa mới gửi đến anh em về cái diễn biến và kịch bản cũng như là những cổ phiếu mà anh em đang nắm giữ, những lợi nhuận mà sinh ra trong thời gian vừa qua, đặc biệt là trong tuần vừa qua thôi. Thì anh em có thể theo dõi thêm về cái diễn biến của thị trường theo cái chặt tuần. Anh em để ý thì sẽ thấy ở trong cái thời gian hiện tại của thị trường, thị trường của chúng ta nó đang hình thành một chặt tuần rất là đẹp với một phiên tuần thanh khoản thì gia tăng rõ rệt. Với thanh khoản nó lớn hơn cả tuần trước đó, tuần ngày 24 tháng 4 và gần như là gấp 3 so với tuần trước là tuần mùng 1 tháng 5. Tuy là tuần mùng 1 tháng 5 thì thị trường nó chỉ giao dịch hai phiên thôi. Nhưng mà thanh khoản của tuần đó, thị trường nó tạo ra một phiên test lại đấy. Nhưng mà thanh khoản nó không được xác nhận thì thị trường nó cần lại một tuần để nó test lại và xác nhận lại cái mức thanh khoản. Thì anh em chứng kiến trong tuần vừa qua thị trường nó hồi phục mạnh mẽ, cả tuần thì thị trường nó tăng khoảng 2,56%. Với cái mức thanh khoản nó lớn hơn, nó gần như tiếp cận lên cái mức thanh khoản của tuần những tuần đầu tháng 4 là tuần mùng 3 tháng 4 và tuần mùng 10 tháng 4. Thì thị trường ở hai tuần này nó được giao dịch với cái mức thanh khoản là khoảng 3,7 và 3,4 tỷ cổ phiếu được giao dịch trong tuần. Thì anh em được chứng kiến trong tuần vừa rồi, thị trường chúng ta với dòng tiền tích cực tham gia trở lại đã giúp cho thị trường hồi phục rất tích cực đi lên và nhiều cổ phiếu trên thị trường nó đem lại những khoản lợi nhuận rất là vui, rất là happy cho anh em mà đang nắm giữ những cổ phiếu này luôn. Nên với cái diễn biến của thị trường nó đóng cửa kết phiên trong tuần vừa qua nó có cái diễn biến nó có cái hoạt động như thế này thì mình đánh giá trong 1 2 tuần tới khả năng rất cao, xác suất rất cao thị trường nó sẽ tiếp tục tăng. Và mình đánh giá là nhịp tăng có thể nó sẽ tiến tới vùng 1100. Nó tiếp cận với đường MA 50 tuần so với cái trả tuần. Theo cái tín hiệu của trả tuần và tiến xa hơn có thể thị trường nó còn tiến tới vùng 1120 cơ. Sau đó cần thời gian để nó test lại ở vùng này. Và từ nay đến cuối năm có thể thị trường nó sẽ đóng cửa ở vùng 1250 từ nay đến cuối năm. Đây là cái kịch bản mình đánh giá là cửa sáng nhất mà thị trường nó có thể diễn ra từ nay đến cuối năm. Khi nền kinh tế Việt Nam được cải thiện, nguồn vốn đầu tư công được tích cực giải ngân sau những đốc thúc, sau những chỉ đạo quyết liệt của chính phủ, của thủ tướng, cũng như là việc ngân hàng nhà nước tiếp tục hạ lãi suất và trong cái công báo này thông báo về việc có thể hạ 0,5 lãi suất điều hành thì khi ngân hàng hạ lãi suất điều hành sẽ tiếp tục hạ lãi suất huy động và hạ lãi suất cho vay thì sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc tái cấu trúc, trong việc cơ cấu nguồn vốn để trả nợ và tái cấu trúc doanh nghiệp để hướng tới một năm 2023 hồi phục kinh tế, phát triển trong những tháng cuối năm. Chúng ta đánh giá về cái triển vọng là có thể phục hồi và phát triển đạt được cái kỳ vọng của nhà nước, của chính phủ đề ra là kế hoạch năm 2023 Việt Nam sẽ tăng trưởng GDP 6,5%. Nhưng mà thực ra ở giai đoạn hiện tại để đánh giá là những doanh nghiệp nó phát triển mạnh mẽ bứt phá trong năm 2023 thì nó còn hơi xa vời anh em nhé. Nhất là với giai đoạn hiện tại nhiều doanh nghiệp bất động sản vẫn còn đang gặp rất nhiều khó khăn. Vẫn còn đang lo đi tìm vốn ở đâu để thanh toán trái phiếu, để trả nợ, để tiếp tục phát triển xây dựng dự án. Ví dụ như Novaland này, như Đích, như sale như Đất Xanh hay rất nhiều các doanh nghiệp khác cũng đang gặp khó khăn và cũng cần phải tái cấu trúc xem dự án nào cần phải dừng lại và dự án nào tiếp tục xây dựng. Nên đây là những lý do vì sao mình đánh giá từ nay đến cuối năm về cái khả năng chỉ số Vindex nó đóng cửa ở vùng 1250 hay là xa hơn thì có thể tiến tới vùng 1300. Chứ còn à, vượt qua được vùng 1300 có thể sẽ là cái câu chuyện nó hơi khó xảy ra. Quay trở lại về câu chuyện về thị trường chứng khoán của chúng ta trong thời điểm hiện tại trong tuần này thôi hay là tuần tới thôi tạm thời chưa đi quá xa về những tháng cuối năm hay là những quý cuối, cuối năm mà chúng ta đánh giá về cái triển vọng của chỉ số VNX trong thời điểm hiện tại. Nhiều anh em đang đặt ra câu hỏi là liệu sang tuần hay là liệu thời gian tới chỉ số VNX nó còn tăng được đến đâu và trong những phiên đầu tuần tới liệu có đà điều chỉnh hay không? Theo cái diễn biến ở thời điểm hiện tại của thị trường chứng khoán Việt Nam với cái diễn biến mà thị trường ở thời điểm hiện tại nó đang có cái hoạt động nó khá là giống với hồi tháng cuối tháng 3 thì mình đánh giá là có thể trong những phiên đầu tuần thị trường nó sẽ mở gáp và tiến tới vùng 1070 và sau đó sang đến phiên thứ ba thứ tư có thể là đà điều chỉnh nó sẽ giảm về quanh vùng 1060 mình đánh giá là sẽ giảm về vùng 1060 thôi hoặc sâu hơn với cái nhịp rũ mạnh thì có thể sẽ giảm về vùng 1057 58 thôi còn giảm sâu hơn thì mình đánh giá là nó khó có khả năng xảy ra với cái diễn biến ở giai đoạn hiện tại thị trường nó đang khá là hưng phần sau đó vào những phiên cuối tuần thứ năm thứ sáu thì dòng tiền tiếp tục chảy vào thị trường kéo các cổ phiếu tiếp tục đi lên thì với những cổ phiếu thuộc nhóm bất động sản nó tiếp tục nó tăng mạnh thì tại sao mình lại đưa ra những cái kịch bản này thì lát nữa mình sẽ phân tích thứ nhất là nhóm dòng ngân hàng thứ hai là nhóm dòng bất động sản thứ ba là nhóm dòng chứng khoán nó đang được nhà đầu tư rất là quan tâm trong thời gian vừa qua, thì lát nữa mình sẽ phân tích chi tiết nhóm dòng này để anh chị em có thể hiểu được là tại sao mình lại đưa ra những kịch bản của thị trường như thời điểm hiện tại. đấy là kịch bản thứ nhất. còn kịch bản thứ hai là ngay những phiên đầu tuần thị trường nó trải qua những phiên rung lắc và điều chỉnh ngay từ những phiên đầu tuần. sáng đầu phiên sáng thị trường nó sẽ giảm điều chỉnh ngay lập tức. thì kịch bản này mình đánh giá khó có khả năng nó xảy ra. anh em có để ý cái chỉ số phái sinh trong những phút cuối phiên đóng cửa của tuần vừa rồi anh chị em sẽ thấy rồi tại sao mình lại phân tích là về cái kịch bản thứ nhất nó có cái triển vọng nó có cái tia hy vọng nó xảy ra cao nhất thì mình đánh giá cái kịch bản thứ nhất về cái khả năng nó xảy ra nó rơi vào khoảng 60% và cái kịch bản thứ hai nó chỉ rơi vào khoảng 30% thôi cái kịch bản thứ tư là thị trường quay đầu giảm luôn xuống đây này thì mình đánh giá này gần như không có nó chỉ rơi vào khoảng 3 đến 5 phần trăm tỷ lệ nó xảy ra thôi còn cái kịch bản thứ tư là về khả năng thị trường nó bứt phá nó bùng nổ và tiến luôn tới vùng 1080 thì mình đánh giá kịch bản này nó diễn ra nó rơi vào khoảng 10 đến 15 phần trăm vì ở thời điểm hiện tại nếu như mà thị trường nó tiến ngay tới vùng 1080 gần như là không còn câu chuyện nào để kể nữa và các cổ phiếu trên thị trường nó cũng không gần như là không còn cái dư địa để tăng quá mạnh nữa thì nhiều cổ phiếu như thằng đích như thằng sell có thể anh em mà đang nắm giữ có thể phải canh để bán ra luôn vì nếu như mà lái mà đánh như thế thì nhà đầu tư rất rén để tham gia và rất khó để giúp nhà đầu tư mới tham gia mua mới các cổ phiếu này luôn chỉ nhìn các cổ phiếu nó tăng vì ở thời điểm hiện tại nhá anh em mà ở trong room khách hàng của mình cũng như là anh em mà theo dõi kênh của mình follow kênh của mình có thể còn mua được những cổ phiếu bất động sản chứ thực ra ngoài kia không nhiều anh em mua được những cổ phiếu này đâu những cổ phiếu như đích như SELL hay là như g 36 hay là tlh hay vx đến thời điểm hiện tại thằng vx nó đang đem lại khoản lợi nhuận khoảng hai phần trăm hay những cổ phiếu như gc mình khuyến nghị anh em mua ngày mùng 10 tháng 5 mà đến thời điểm hiện tại nó đem lại khoản lợi nhuận năm phần trăm những cổ phiếu nó gọi là cùi cùi thế này nó còn đem lại lợi nhuận hay thằng hoàng quân cũng vậy hôm vừa rồi hôm thứ sáu thì mới có cái thông tin đây này về việc phó chủ tịch đấy là vợ chủ tịch thoái sạch hơn 18 triệu cổ phần nhiều anh em đang lo và đem cổ phiếu ra bán, bán sạch luôn Thì mà mình khiến cho cổ phiếu này nó có một phiên thanh khoản nó lớn như này Nhưng mà anh em thử hình dung 18 triệu cổ phiếu thì nó chỉ bằng một phiên giao dịch của cổ phiếu này thôi đúng không? Thì thực ra đây là cổ phiếu penny Nhưng mà anh em đánh giá nó còn lên được hay không Thì theo cái quan điểm cá nhân của mình, mình đánh giá nó còn lên được nhá Nó còn lên, có khả năng còn lên được 5.3, 5.4 Thì theo cái quan điểm của mình, nó còn cái triển vọng thì đó là bốn kịch bản thị trường nó có thể diễn ra còn mình nghiêng về hai kịch bản nó xảy ra nhất là kịch bản số 1 hoặc kịch bản số 2 anh em nhé để anh em có sẵn cái kế hoạch xem xét để giải ngân tiếp tục giải ngân vào thị trường hay không trong những phiên đầu tuần trong những phiên sắp tới của thị trường anh em nhé phần số 2 mình sẽ đi vào phân tích một số nhóm cổ phiếu đang được đông đảo anh em quan tâm trên thị trường thứ nhất phải kể đến đó là nhóm dòng chứng khoán với những cổ phiếu như là thằng VCI hay là thằng biết ai hay là fts hay cts chắc chắn là đang được đông đảo anh em quan tâm trong thời gian vừa qua ở trong cái video này mình cũng có đánh giá về nhóm dòng chứng khoán về cái khả năng có thể thời gian tới nó sẽ có một cái nhịp hồi phục và giúp anh em ăn được cái con sóng hồi nhưng mà ở thời gian vừa qua mức lợi nhuận mà nhóm chứng khoán nó đem lại cho chúng ta mình đánh giá là không cao tuy là những cổ phiếu như cts nó đem về khoản lợi nhuận đối với những anh em mà mua ở mua bắt đáy ở những vùng này này đem về những khoản lợi nhuận khoảng 8 đến 10 phần trăm hay những cổ phiếu như VCI nó đem về cho anh em khoản lợi nhuận khoảng 8 phần trăm hầu hết những cổ phiếu này nó đều đem lại khoản lợi nhuận khoảng 5 đến 10 phần trăm những cổ phiếu như biết ai thì nó chỉnh ít thôi cũng là khoảng ngày 24 25 thì đến thời điểm hiện tại nó đem về khoản lợi nhuận khoảng 5 phần trăm đây là lý do vì sao mình đánh giá nhóm chứng khoán mình không ưu tiên nhóm chứng khoán trong khoảng một tháng vừa qua kể từ thời điểm này này, kể từ thời điểm đầu tháng tư là mình không còn ưu tiên nhóm chứng khoán nữa. Tuy là những cổ phiếu này nó có khả năng nó tiếp tục đem về những khoản lợi nhuận cho những anh em còn đang nắm giữ nhóm cổ phiếu này. Đây là thằng cổ phiếu nó còn có cái mức lợi nhuận nó cao nhất nó sinh ra. Kể từ thời điểm mà mình bán hết nhóm chứng khoán thì thằng biết ai nó sinh ra khoản lợi nhuận khoảng 14, 15%. Trong khi đó thì những cổ phiếu như thằng VCI tiếng em mà cầm từ đầu tháng 4 cho đến nay thì hòa vốn. Trong khi đó thì những cổ phiếu như đích như sale mình đã ăn đến cái nhịp thứ hai rồi. Nhịp thứ nhất mình bán ra ngày mùng 10 tháng 4. Nhịp thứ hai là mình mua ở ngày 26 tháng 4, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa bán. Cũng có khoảng lợi nhuận khoảng 25% rồi. Anh em để ý ở đây thì sẽ rõ. Nó 25% rồi. Sale thì ít hơn. Sale thì khoảng 17%. Sale 15%, đất xanh khoảng 17%. Để anh em có thể hình dung ra được tại sao giai đoạn vừa qua mình không ưu tiên nhóm chứng khoán. Nhưng ở thời điểm hiện tại nhiều anh em rất nhiều anh em vẫn còn đang rất yêu thích nhóm chứng khoán vì hầu hết những anh em mà thấy giai đoạn trước đây nhóm này nó đều có một cái mức tăng rất là mạnh đặc biệt là những cổ phiếu như biết ai thì nhiều anh em kỳ vọng về một cái con sóng tiếp tục tăng mạnh trong tương lai và cũng giống với những anh em mà thời gian vừa qua kỳ vọng vào nhóm đầu tư công ở những giai đoạn cuối tháng 3 rất nhiều anh em kỳ vọng vào nhóm này khi mà những cổ phiếu như KSB thậm chí nó còn tăng vượt đỉnh nó còn tạo thành một cái mẫu hình VCP một cái mẫu hình biên độ thu hẹp mà anh em đọc cái cuốn sách phù thủy chứng khoán anh em sẽ biết được tại sao nó lại gọi đây là cái mẫu hình VCP và không phải là mẫu hình VCP nào trong trên thị trường nó cũng đều đem lại lợi nhuận cho chúng ta nó có khoảng 30 phần trăm về cái xác suất thất bại của những cái mẫu hình này nên anh em đừng kỳ vọng vào quá vào các mẫu hình mà nhiều khi chúng ta nhận ra được những cái mô hình nhưng khi nó hoạt động không như cái mong muốn anh chị em vẫn cần phải bán là chuyện bình thường nhé anh em nhé nên có thể hiểu được là tại sao giai đoạn vừa qua anh chị em lại yêu thích nhóm chứng khoán như vậy khi mà nhiều anh em thấy được những cái nhịp chỉnh của những cổ phiếu này nó chỉnh rất là sâu có những cổ phiếu nó chỉnh 10-15% như những cổ phiếu như VCI nó chỉnh khoảng 11-12% thằng CTS thì nó chỉnh khoảng 13% 14% FTS thì nó chỉnh khoảng 13%. Hầu hết những cổ phiếu này nó chỉnh đều ở cái mức khoảng 13 đến 15% trở lại. Cổ phiếu khỏe hơn thì nó chỉnh khoảng 5 đến 10%. Đó những cổ phiếu như thằng HCM, như thằng BSI hay là một số cổ phiếu khác. Tại sao mình lại đưa nhóm chứng khoán lên đầu video để gửi đến anh chị em đầu tiên? Vì mình đánh giá là trong tuần tới, trong những phiên đầu tuần tới, những cổ phiếu như là thằng BSI hay là thằng VCI nó sẽ có cái nhịp tăng mạnh mẽ sau cái phiên kết tuần vừa qua nó tạo thành một phiên tách cung khá là đẹp và nó nhẹ nhói một cái tín hiệu nó bùng nổ trong những phiên đầu tuần tới thì nhiều anh em đang quan tâm đến nhóm này có thể theo dõi để tham gia thực ra là điểm mua để mua chính của những cổ phiếu này là ở phiên ngày thứ sáu với anh em quan tâm nhóm chứng khoán nhưng những cổ phiếu này nó đều có một cái tín hiệu nó test lên nó hồi phục vào khung giờ 14 giờ nên không nhiều anh em nhận ra những cái tín hiệu này đến cuối phiên thì mình mới lọc các cổ phiếu trên thị trường thì mình mới thấy nhóm chứng khoán nó đang có một cái tín hiệu về cái triển vọng trong tuần tới là nhóm này sẽ bùng nổ tăng mạnh mẽ vào những phiên đầu tuần đây cũng là lý do vì sao mình đánh giá thị trường của chúng ta nó dễ xảy ra cái kịch bản số 1 hơn về cái diễn biến là những phiên đầu tuần có thể là phiên thứ hai sau đó bước sang phiên đầu thứ ba buổi sáng thứ ba thị trường nó tiếp tục nó tăng mạnh sau đó đến kết phiên chiều thứ ba và sang phiên thứ tư thị trường nó sẽ có cái nhịp nó giảm và sang đến phiên chiều thứ năm và sang phiên thứ sáu thị trường nó sẽ hồi phục kết phiên tuần là cái tín hiệu tiếp tục bùng nổ tiếp tục tăng của cái chạc tuần của chúng ta trong tuần tới của chạc tuần vn index trong tuần tới anh em nhé thì anh em để ý thị trường trong tuần tới anh em sẽ thấy. Tại sao mình lại đưa ra những cái kịch bản như vậy? Nó đều có lý do cả anh em nhá. Hay là những cổ phiếu như thằng VCI thì cái khả năng nó đi lên cũng khá là cao. Trong những cái phiên vừa qua thì mình cũng đánh giá về cái diễn biến thằng VCI có thể nó sẽ test lại quanh cái đường EMA 20 ngày. Nó cũng gần tiến tới cái biên trên của cái mây Ichimoku. Sau đó đến kết phiên thì nó có cái diễn biến nó hồi phục vào những phút cuối phiên đem lại cái sự kỳ vọng cho nhiều anh em đang yêu thích nhóm chứng khoán trong thời gian vừa qua. Thì ở nhóm chứng khoán thì mình đang đánh giá tích cực nhất là những cổ phiếu như đồng VCI hay là thằng BSI hay là thằng FTS. Tuy nhiên thằng FTS nếu như anh em mua thì phải mua ở phiên thứ sáu rồi. Còn những cổ phiếu chậm hơn là những cổ phiếu như VCI hay là BSI hay HCM thì anh em mà tham gia thì cũng phải tham gia phiên thứ sáu rồi. Nếu như sang tuần anh em mới mua thì có thể là muộn. Tại sao mình lại ưu tiên những cổ phiếu như VCI hơn? Vì có thể ở trong những phiên tuần tới Những cổ phiếu như VCI nó sẽ bứt phá Nó vượt qua cái vùng đỉnh cũ Và tiến tới vùng 34.5 đến vùng 36 Nếu như thằng này nó tiến tới vùng biên độ Nó vượt qua cái vùng đỉnh cũ trong ngắn hạn Và nó tiến tới vùng cả vùng tháng 8, tháng 9 năm ngoái Thì cái mức lợi nhuận có thể nó sẽ sinh ra khoảng 8 đến 9% đây là lý do vì sao giai đoạn vừa qua mình không ưu tiên những cổ phiếu thuộc nhóm chứng khoán. Trong những video vừa qua mình cũng phân tích với anh em về cái tỷ lệ rủi ro và cơ hội với những cổ phiếu nó sinh ra trong chúng ta. Với nhóm chứng khoán, tỷ lệ rủi ro nó sinh ra nếu như cái deal này nó sai thì khoản thu lỗ có thể anh em phải chịu nó sẽ rơi vào khoảng 7 đến 8%. Trong khi đó cái khoản lợi nhuận nó sinh ra nó cũng sinh ra khoảng 8 7 đến 8% à 8 đến 10%. Thì vô hình chung là tỷ lệ rủi ro trên cơ hội nó sẽ rơi vào khoảng 50-50 Thì nhìn chung khi những cái deal mà nó rơi vào cái tỷ lệ 50-50 Thì cũng không khác gì đánh bạc cả Đỏ đen cả Một là ăn cả Ngã là về không Trong khi đó những cổ phiếu thuộc nhóm bất động sản trong thời gian vừa qua Trong trường hợp sai Anh chị em chỉ chịu rủi ro khoảng từ 5 đến 7% Trong khi đó khi cơ hội nó thành công Anh em hầu hết là anh em mà mua nhóm bất động sản trong thời gian vừa qua đều sinh ra khoản lợi nhuận là khoảng 15 đến 25% đúng không? Những cổ phiếu điên hơn như thằng DTD sinh ra khoản lợi nhuận khoảng 60%. May là để lại 50%. Chứ lúc đấy mà bán hết thì rất là tiếc luôn. Và mình cũng đang hy vọng là thằng TG nó cũng sẽ điên điên giống như thằng DTD đấy. Thì cũng hy vọng là sang tuần tới nó cũng sẽ tiếp tục đem lại những cái khoản lợi nhuận cho mình. Tuy là thằng này cầm ít nhưng mà nó mà sinh ra khoản lợi nhuận khoảng 50%. 60% thì cũng rất là hời luôn Anh em nhá Quay trở lại nhóm chứng khoán nên đây là lý do vì sao mình chia sẻ với anh em tại sao giai đoạn vừa qua mình không ưu tiên nhóm chứng khoán. Theo cái quan điểm của cá nhân mình mà nếu như anh em hiểu được thì chắc chắn là giai đoạn vừa qua anh chị em sẽ tập trung ưu tiên vốn hơn vào nhóm bất động sản. Chứ không phải là tìm kiếm những cổ phiếu trong khoảng giai đoạn tháng 3, đầu tháng 4 nó tăng mạnh. Mà thời gian gần đây chúng ta ưu tiên chúng ta nhảy vào và mua trong cái nhịp chỉnh của nó và nhìn sang nhóm bất động sản thì rất là tiếc luôn tiếc hùi hụi luôn anh em nhá còn những cổ phiếu như là thằng FTS thì đến thời điểm hiện tại thì mua nhìn chung là hơi muộn rồi có thể sau cái nhịp tăng trong tuần tới nó còn tiếp diễn tiến tới vùng 30 thì từ cái giai đoạn này mà tiến tới vùng 30 nó còn đem lại khoản lợi nhuận khoảng 15 nó khá là điên hay những cổ phiếu như biết ai thì cái nhịp này thì nhiều anh em cũng đang kỳ vọng nó sẽ ít đôi thì từ giai đoạn này này nó tăng đến vùng 37, 38 thì nó đã tăng ít đôi rồi. Và nó tiệm cận gần tới cái vùng tháng 3, tháng 4 năm 2022. Mình đánh giá ở giai đoạn này, những cổ phiếu này nó mà tiến tới vùng gần vùng đỉnh cũ rất là khó luôn. Mình đánh giá rất là khó. Nên anh em mà giai đoạn hiện tại đang nắm giữ những cổ phiếu thuộc nhóm chứng khoán. Đừng kỳ vọng quá nhiều, đừng kỳ vọng ít đôi vào những cổ phiếu như biết ai. Và những cổ phiếu này nó còn đang chuẩn bị nó bị hút vào cái vùng mây Ichimoku này. Nên anh em đừng kỳ vọng quá nhiều vào những cổ phiếu này nhé. Trong thời gian vừa qua nó đã tăng điên. Nên có thể thời gian tới nếu như thị trường nó rung lắc. Những cổ phiếu này là những cổ phiếu nó chỉnh sâu đấy. Khi nó chỉnh về đây này. Anh em lúc đó tham gia mua có thể sẽ ăn cái sóng hồi. Còn hơn là ở giai đoạn hiện tại mua khi nó vượt đỉnh. Cơ hội nó sẽ thấp mà rủi ro nó sẽ cao. Anh em nhá, Đấy là đối với những cổ phiếu thuộc nhóm chứng khoán. Thì đấy là những cái chia sẻ từ cái quan điểm cá nhân của mình Chứ ở thằng là thằng vx này thì trong thời gian vừa qua mình có khuyến nghị anh em mua nắm giữ đến thời điểm hiện tại vẫn chưa bán đâu và ở thời điểm hiện tại đây là cổ phiếu nó lại mạnh nhất ở nhóm dòng chứng khoán vì nó chạy theo dòng họ nhanh tuấn mượt vx là một này vgc là hai này và thêm một vài cổ phiếu khác thằng gx nữa thì vậy thì có thể mình đang kỳ vọng thằng vx này nó sẽ tiến tới cái vùng 11.3 11.5 thì nó sẽ đem về khoản lợi nhuận là khoảng 30 đến 40 phần trăm lúc đó thì mình sẽ gửi đến anh chị em tín hiệu để anh chị em có thể canh bán ra Tầng ngày hôm thứ sáu nó gần tăng trần cơ để anh em thấy được là những cổ phiếu mà nó có lái riêng nó rất là điên luôn mà mình rất thích những cổ phiếu này những cổ phiếu có lái lủng ấy lái xong rồi thì chúng ta phải chạy thật nhanh chạy càng nhanh càng tốt để tránh ăn bô như những cổ phiếu mà anh nhân Louis anh ấy gây tác hại cho nhà đầu tư trong thời gian vừa qua vừa rồi mới lĩnh án 5 năm 6 tháng và phải bồi hoàn lại 154 tỷ cho nhà nước nên anh em cũng thận trọng anh em nhé đấy là đối với nhóm chứng khoán thế còn nhóm bất động sản thì sao nhiều anh em đặt ra câu hỏi là với những cổ phiếu như đích như sao thì thời gian tới còn mua được hay không hay là ở thời điểm hiện tại phải canh ưu tiên canh bán anh em cứ theo dõi thằng sao thì chúng ta sẽ thấy ở trong giai đoạn hiện tại tuy là thời gian vừa qua nhiều anh em nắm giữ thằng sao cũng có cái khoản lợi nhận nó không được như kỳ vọng so với những cổ phiếu như đích hay là thằng đất xanh nhưng những cổ phiếu này, này cũng chính bởi vì giai đoạn 1 của nó Nó tăng điên quá, nó tăng mạnh quá Nó tăng 3 lần, nó tăng từ 7 Nó tăng từ 8 cho đến 26 Nó tăng hơn 3 lần, 3 lần rưỡi Thì sau đó nó cần nhiều thời gian Để nó tái tích lũy hơn Thì thời gian tới có thể những cổ phiếu như Thằng sao như thằng Đích Nó sẽ bước vào một cái quá trình nó tái tích lũy Thì nếu như thời gian tới Những cổ phiếu như Đích nó mà test lại Hay như sao nó mà test lại thì sẽ có cơ hội để cho anh chị em chưa có hàng hay là với những anh em mà muốn mua gia tăng thì sẽ có cơ hội để tham gia tiếp tục giải ngân. Đây chính là những cái cổ phiếu leader trên thị trường ở thời điểm hiện tại. Và những cổ phiếu này nó mang trong mình những cái tính điên trong quá khứ. Trong tương lai hay ở hiện tại nó đều điên cả khi có sóng. Đây là lý do vì sao trong thời gian vừa qua mình ăn được hai nhịp. Đến thời điểm hiện tại phải tự tin là ăn được hai nhịp. Kể cả một vài phiên tới nó có giảm mạnh thì giảm mạnh thì mình sẽ bán thôi quay đầu giảm mạnh mà vô lớn thì mình sẽ canh mình bán nó sẽ giống những phiên như này thì có thể mình sẽ canh mình bán hay là giống những phiên như này thì mình sẽ canh mình bán này còn ở thời điểm hiện tại nó đã vượt qua cái vùng này rồi nên anh em cũng có thể chú ý với những cổ phiếu như là thằng đích ở thời điểm hiện tại nó đang kể cho chúng ta nghe những cái câu chuyện như thế nào anh em nhá nó có đang giống với giai đoạn này hay không hay là nó có giống với giai đoạn này hay không hay là nó giống với giai đoạn này hay không này thì anh em có thể chú ý thì nếu như nó giống với giai đoạn này này thì có thể thời gian tới, những cổ phiếu như đích như sao nó sẽ bước vào một quá trình tiếp tục nó tái tích lũy và có thể sẽ khiến cho nhiều anh em mua FOMO trong thời gian vừa qua sẽ dính vào cái nhịp phải cắt lỗ trong ngắn hạn và sau khi cắt lỗ nó bước vào một quá trình tiếp tục bứt phá. Thì anh em cũng cần phải chú ý xem ở cái nhịp hiện tại của thằng đích nó có giống với giai đoạn này hay không anh em nhá, cũng cần phải lưu ý, cũng cần phải để ý xem. Vì ở thời điểm hiện tại, thứ nhất là thằng đích này này nó gần tiến tới cái đường MA 200 ngày thì theo cái quan điểm cá nhân của mình thì thực ra là ở giai đoạn hiện tại mình đánh giá nếu như là điên thì thằng đích nó sẽ tiến tới vùng 25, 24, 25. Thì từ cái giai đoạn hiện tại mà tiến tới vùng 24, 25 thì có nghĩa là nó còn tăng được khoảng 25% nữa. Thì tính từ thời điểm mà mình khuyến nghị anh chị em mua thì lên đến đây nó tăng được khoảng 50%. Nó cũng tương đương so với những cổ phiếu như BSI nó làm được trong thời gian vừa qua mà khuynh đảo thị trường trong thời gian vừa qua đem về những khoản lợi nhuận rất là hưng phấn cho những anh em mà mua được nắm giữ được những cổ phiếu này chứ bản chất nhiều anh em mua được cổ phiếu rồi nhá nhưng mà không phải là anh em nào cũng nắm giữ được đâu có nhiều anh em mua được thằng đích từ thời điểm ngày 24 26 tháng 4 nhưng mà lên đến đây cổ phiếu nó mới chỉnh một phiên bán mất rồi và bỏ lỡ khoảng 10 phần trăm trong khoảng 23 phiên cổ phiếu nó đem lại trong mấy phiên vừa qua với những cổ phiếu như đích như sale nên nhiều anh em ở thời điểm hiện tại hỏi mình là mua được, tiếp tục mua được thằng đích hay không, mua được sale hay không. Bản chất là những cổ phiếu này nó vẫn là cổ phiếu leader trên thị trường. Nên anh em mà chịu được rủi ro nó có thể cao hơn so với những anh em mà mua ít nhất là mua ở những phiên như ngày mùng 10 tháng 5 hay là ngày 26 tháng 4. Thì chắc chắn là anh chị em sẽ không có cái vị thế đẹp như là những anh em mua ở ngày mùng 10 tháng 5 đúng không? Thì anh em phải chấp nhận rủi ro cao hơn một chút trong cái diễn biến có khả năng những cổ phiếu nó chỉnh về cái vùng 18, 19 thì khả năng anh chị em sẽ gặp phải cái khoảng thua lỗ trong ngắn hạn là khoảng 5 đến 7%. Thì anh em mới chấp nhận mới mua mới được những cổ phiếu như đích hay là sell mà anh em chấp nhận được rủi ro trong cái kịch bản nó chỉnh về vùng 25 thì anh em mới tham gia mới mua mới được những cổ phiếu như sell như đích hay là đất xanh cũng vậy thôi. Đất xanh thì nó đang khá là giống so với thằng đích trong những phiên vừa qua. Nó cũng đang tiệm cận lên đến cái vùng đỉnh cũ và ở giai đoạn thời gian này này thì mình cũng đang kỳ vọng trong ngắn hạn là thằng đất xanh nó sẽ tiến tới cái vùng cản là vùng 15.5 đến 16 cũng chính là cái đường MA 200 ngày và xa hơn thì có thể sẽ tiến tới vùng 16.5 đến 17 là cái vùng cản kháng cự hồi tháng 10 năm ngoái. Thực ra là ở thời điểm hiện tại nhóm dòng bất động sản nó vẫn đang cách rất xa so với cái vùng đỉnh cũ như thằng đất xanh nó đang cách xa khoảng 70% so với vùng đỉnh cũ. Thì kể cả nó có tiến tới cái vùng đỉnh, vùng cản hồi tháng 10 năm ngoái thì nó còn cách xa khoảng 64-65%. Nên mình đánh giá thời gian tới những cổ phiếu như đất xanh hay là đích thì có khả năng nó sẽ tiến tới vùng vùng cản hồi giữa tháng 10 năm ngoái thôi. Hay là thằng đích này thì nó đang cách cái vùng đỉnh nó rơi vào khoảng 80%. 79 80%. Thì nếu như nó tiến tới vùng cả tháng 10 năm ngoái thì nó còn cách xa khoảng 74%. Thì đây là lý do vì sao mình đánh giá về triển vọng những cổ phiếu như đích như sell hay là đất xanh có khả năng nó sẽ còn tiến tới vùng 25 hay 26 trong thời gian tới. Anh em nhé nên anh em mà đang nắm giữ những cổ phiếu này thì ôm chặt thôi, đừng có mà bán. Nếu như bán ấy, nếu như là chịu không chịu được, muốn bán chốt lời, muốn cầm tiền tươi thóc thật ấy thì uh, thôi, bán 50% giống như thằng DTD của mình ấy. Thì nếu như trong trường hợp nó tích cực nó tăng thêm được khoảng 25 30% nữa. Mà lên đến đây chúng ta chốt lời ở phiên này này anh em nhá. Đấy là với kịch bản của những cổ phiếu như đích như sao. Thì còn những cổ phiếu như Nam Long thì mình đánh giá là trong những phiên tuần tới về cái triển vọng của thằng Nam Long nó còn đi lên khá là cao. Tuy là thằng cổ phiếu này nó đang cách xa cái vùng đỉnh cũ khoảng 48 đến 50%. Nó tích cực hơn so với những cổ phiếu như đích như sao. Nhưng ở thời điểm hiện tại, mình đánh giá là những cổ phiếu như 55 khả năng nó sẽ còn đi lên vùng 36 đến 37 khá là cao. Nhưng khi cổ phiếu này nào tiến tới vùng 36 37 thì anh em nên canh để bán chốt lời ra. Với những anh em mà mua được cổ phiếu từ những phiên ngày 31 tháng 3 hay là mua được từ những phiên ngày 26 tháng 4 theo cái khuyến nghị của mình thì đến thời điểm hiện tại cũng đã đem về khoản lợi nhuận khoảng 10% thì thằng cổ phiếu này nó là một trong những cổ phiếu sinh ra khoản lợi nhuận nó thấp nhất trong thời gian vừa qua so với những cổ phiếu thuộc nhóm bất động sản thì ở giai đoạn này mình kỳ vọng là thằng 55 nó sẽ tiến tới vùng 36.5 đến 37 để anh em có thể canh để chốt lời anh em nhá. ở thời điểm hiện tại mình đã gửi đến anh em về cái tỷ trọng vốn tham gia vào các cổ phiếu trên thị trường là ưu tiên tỷ trọng vốn là 80% chảy vào nhóm bất động sản và tập trung vào các cổ phiếu như đích như đất xanh như sao như nam long hay một số cổ phiếu khác còn lại khoảng 20% để chúng ta đánh lướt đánh T cộng hay tìm các cổ phiếu đánh nhanh thắng nhanh giống như thằng DTD hay là TG mà mình đang nắm giữ nên nhiều anh em giờ mới quay trở lại thị trường và giải ngân mua mới các cổ phiếu trên thị trường thì mình không ưu tiên mua mới toàn bộ vị thế nếu như anh em vẫn đang nắm giữ vị thế 100% tiền mặt một số cổ phiếu mình chuẩn bị gửi đến anh em để anh em có thể quan sát trong những phiên tuần tới thì anh em cứ ưu tiên tiếp thằng DRH cho mình. Thằng cổ phiếu này nó cũng đã hình thành một cái nền giá kéo dài khoảng 5 tháng. Nó cũng giống như những cổ phiếu đất xanh như CEO như Dick thôi. Tuy nhiên nó là cổ phiếu penny và trong những phiên vừa qua mình cũng đã gửi đến tín hiệu anh em mua hình như là ở phiên ngày 8 tháng 5 hay là phiên ngày 10 tháng 5 nhỉ? Hình như là mùng 10 tháng 5 thì mình gửi anh em ở cái tín hiệu vùng giá 5.2 thì đến thời điểm hiện tại nó cũng đã sinh lời khoảng 2 đến 3%. Thì mình đánh giá trong những phiên sắp tới thằng DRH nó có khả năng tiếp tục tăng mạnh là rất cao. Và cái nhịp tăng này anh em cứ kỳ vọng nó tiến tới vùng 6.38 đến 6.5 cái đã. Và cái khoản lợi nhuận nó sinh ra nó khoảng 20 đến 30% là bình thường với những cổ phiếu như DRH. Thì cái nhịp tăng khả năng nó sẽ diễn ra khá là mạnh. Và những cổ phiếu này khi nó tăng nó chỉ trần 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 nhé anh em để ý những cổ phiếu như DGH. Thứ hai là thằng L14, anh em cứ để ý những cổ phiếu này cho mình. Trong những phiên vừa qua, sau khi nó gặp cái áp lực cản kháng cự bên trên, thì nó xảy ra những phiên, xảy ra những cái nhịp điều chỉnh là chuyện bình thường thôi. Nó có những cái nhịp chỉnh, có những cái lực tác động của chỉnh về cái đường hỗ trợ là đường EMA 9 ngày trong ngắn hạn. Thì trong những phiên sắp tới, kể cả anh chị em nó có một phiên tăng mạnh, anh em cứ đu cho mình, trong cái trường hợp tích cực nhất nó vượt qua cái vùng 53 này này thì sẽ là những cái thông tin những cái tín hiệu rất tích cực cho anh em mà nắm giữ những cổ phiếu như L14 và khả năng nó vượt qua cái vùng 57 58 cũng chỉ là cái tương lai gần mà nó kể cho chúng ta nghe thôi. Tuy nhiên mình phân tích như vậy không phải là để anh em ôn in những cổ phiếu như L14 vì bản chất những cổ phiếu này nó tính rủi ro nó cao ở thời điểm hiện tại, tính rủi ro đã cao rồi anh em nhé nó đã tiến tới vùng 83 điểm. Mà những cổ phiếu này là những cổ phiếu phía sau, không phải là những cổ phiếu leader. Nên anh em có đánh những cổ phiếu này, những cổ phiếu như DRH hay L14 hay CII, thì anh em cũng nên sử dụng khoản vốn cà phê, khoản vốn nhỏ thôi. Khoảng 10 đến 20% cái số vốn anh chị em đầu tư trên các cổ phiếu thôi, anh em nhé. Thì đấy là một số cổ phiếu ở nhóm bất động sản mà anh em có thể theo dõi để đánh lướt trong những phiên sắp tới thế còn nhiều anh em mà đang quan tâm đến nhóm dòng ngân hàng thì sao với những cổ phiếu như stb như vietcombank hay là ctg hay là bid thì sao anh em mà để ý những cổ phiếu thuộc nhóm ngân hàng chúng ta sẽ thấy một cái quá trình hồi phục và tái tích lũy siết lại nền giá nó đang được hình thành ở nhóm ngân hàng mà khả năng sang tuần nhóm này bứt phá đi lên khá là cao để anh em mà vốn lớn ấy mà hạn chế không ưa thích những cái vị thế rủi ro mà ưa thích những cái vị thế an toàn một chút thì có thể giải ngân vào nhóm ngân hàng thì mình đánh giá ở nhóm này này những cổ phiếu như BID hay là CTG hay kiểu thằng STB là những cổ phiếu leader rồi thằng STB ở thời điểm hiện tại là cổ phiếu leader rồi khả năng đi lên là khá là cao anh em nhé và khả năng những cổ phiếu như STB nó sẽ tiến tới cái vùng này, này nó sẽ tiến tới cái vùng 28.5 hoặc có thể xa hơn. Thì từ đây mà tiến tới vùng 28.5 thì nó còn dư địa tăng khoảng 5 đến 10% nữa. Trong cái kịch bản mà những cổ phiếu này nó tăng tăng đều 5 đến 10% nữa thì chỉ số thị trường chung nó tăng rất điên, nó tăng rất mạnh. Nên mình đánh giá là những cổ phiếu này nó sẽ thay nhau nó đi lên. Thì ở thời điểm hiện tại thằng BID này nó đang có một cái nền giá nó khá là đẹp. Mà mình đánh giá là trong một hai phiên tới thôi thằng BID nó sẽ hồi phục nó sẽ tăng mạnh anh em nhé và trong phiên thứ sáu vừa qua thằng này nó cũng có một phiên nó test lại khá là đẹp nó test cung với cái ấy, với cái mức giá đóng cửa nó được đóng cửa ở mức giá cao nhất trong phiên thì đây là những cái tín hiệu nhìn chung là rất tích cực với nhóm ngân hàng với những cổ phiếu leader nhóm ngân hàng ở thời điểm hiện tại là thằng BID là một thằng STB là hai thằng CTG là ba là ba cổ phiếu này hay Việt Công anh cũng vậy vì có anh anh em thấy không? Nền giá của nó bản chất nó không khác nhiều so với BID đâu Hay là thằng STB đâu Và trong những phiên nó điều chỉnh Thì nó lại giật tăng trở lại Và nó tạo thành một cái mẫu hình Hồi phục sau đó rũ bỏ Rồi tiếp tục bứt phá đi lên Thì mình đánh giá là những cổ phiếu thuộc nhóm ngân hàng Trong những phiên sắp tới Về cái diễn biến nó đi lên là rất là cao nên đây là lý do vì sao mình lại nghiêng về cái kịch bản thứ nhất hơn là kịch bản thứ hai cũng như thứ ba, thứ tư. Tại sao mình lại đánh giá về tỷ lệ uh, kịch bản thứ nhất của thị trường chung nó diễn ra nó rơi vào khoảng 50 đến 60% anh em nhé Thì anh em cứ theo dõi nhóm ngân hàng là anh em sẽ rõ sẽ đánh giá được tại sao mình lại đánh giá thị trường ở thời điểm hiện tại về cái diễn biến về khả năng nó đi lên là cao hơn anh em nhé trong tuần vừa qua thì mình có gửi đến anh em về cái tín hiệu của những cổ phiếu thuộc nhóm thép. Với những cổ phiếu như TLH. Trong Zoom khách hàng thì mình đã phân tích với anh em. Từ những viên cuối tháng 4 mình đã gửi đến tín hiệu anh em. Ở cái giai đoạn hiện tại tại sao mình lại ưu tiên những cổ phiếu như TLH hay thằng SMC hơn. Và cái nền giá của những cổ phiếu này nó đẹp hơn những cổ phiếu như là thằng Nợ Nam Kim hay là thằng Hoa Sen hay là Hòa Phát hơn. Trong cái phiên ngày mùng 5 tháng 5 thì mình gửi cái tín hiệu đến anh em trong Zoom khách hàng về mình đánh giá thằng TLH nó đang có một cái xu hướng siết chặt nền giá hơn. Anh em trong Zoom khách hàng thì có thể theo dõi ở trong cái tin nhắn ở Zoom lệnh khung giờ 15 giờ ngày mùng 5 tháng 5 anh em nhá. Ở giai đoạn này mình đánh giá thằng TLH nó có cái xu hướng nó phát triển nó đẹp hơn thằng Nam Kim cũng như ở Hoa Sen. Thì ở phiên ngày mùng 8 tháng 5 này thì cũng chỉ một số anh chị em mua được thằng SMC và thằng TLH thôi còn lại thì đa phần là anh em ưu tiên thằng nam kim và thằng hoa sen hơn vì trong quá khứ cũng như là những cổ phiếu này nó thường đem lại những cái sự tích cực hơn cho chúng ta nhưng mà những cổ phiếu này thì cái mẫu hình của nó nó đang chưa được xác nhận so với những cổ phiếu như smc hay là tlh thì mình đánh giá là một vài phiên tới có thể những cổ phiếu như nam kim hoa sen nó sẽ tiến tới cái vùng cảng kháng cự trước đó sau đó nó sẽ trải qua một vài phiên nó test lại và có thể cuối tuần sau nhóm thép nó sẽ tiếp tục nó bứt phá đi lên và đem lại những cái cơ hội mới cho chúng ta trong thời gian tới thì anh em thời gian tới tiếp tục theo dõi nhóm thép xem nó còn khả năng nó tăng tới đâu hay những cổ phiếu như hòa phát nó còn khả năng nó tăng tới đâu thì nhìn chung thì những cổ phiếu như hòa phát giai đoạn vừa qua nền giá của nó đẹp hơn tầng hoa sen hè nam kim nhưng mà cổ phiếu này thì nó nặng mông quá trong một phiên nó tăng 2,76% phần trăm mà thanh khoản nó chiếm đến 45 triệu cổ phiếu có nghĩa là nó cần khoảng 1.000 tỷ nó mới kéo cổ phiếu tăng được khoảng 2,76% đây, đây là lý do vì sao trong các giai đoạn trên thị trường mình không ưu tiên những cổ phiếu nặng mông như thằng Hòa Phát đâu mà ở thời điểm hiện tại nó cũng đang gần tiệm cận cái vùng cả hồi tháng 9 tháng 10 năm ngoái nên đây là lý do vì sao mình không không bao giờ ưu tiên Hòa Phát có một số anh chị em tiền lớn thì thích cầm cổ phiếu này nhưng mà đảm bảo anh em mà nhìn những cổ phiếu như Nam Kim Hoa Sen hay là thằng TLH hay SMC nó chạy. Chắc chắn là anh em không vui đâu khi cầm thằng hòa Phát đâu. Anh em nhá. Nên anh em mà vừa rồi mà ôm được thằng SMC và thằng TLH thì tiếp tục ôm, ôm chặt. Có thể những cổ phiếu này nó đem lại những khoản lợi nhuận rất tích cực cho chúng ta đấy. Đặc biệt là thằng SMC có khả năng nó tiến tới vùng 14. Mà từ thời điểm mình khuyến nghị nó mà tăng đến 14 có nghĩa là tăng được khoảng 35 40%. Nó không kém gì thằng đích luôn. Tuy nhiên thì thằng này thằng hai thằng TLH và thằng SMC thì nó không có kỳ quỹ. Nên đây cũng là lý do vì sao nhiều anh em trong thời gian vừa qua không được thích những cổ phiếu này lắm mà ưu tiên thằng Nam Kim và thằng Hoa Sen cũng như là thằng Hòa Phát hơn. Trong cái trường hợp mà những cổ phiếu này SMC, TLH mà một vài phiên tới nó chỉnh, nó xuất hiện một vài phiên chỉnh thì có thể anh em xem xét để có thể giải ngân được. Nhưng mà chú ý cái rủi ro Vì ở giai đoạn hiện tại Bản chất anh em mua là đã mua đuổi rồi Đối với nhiều anh em mà phiên ngày mùng 8 Chưa kịp mua thằng SMC Và thằng TLH Trong phiên ngày mùng 11 tháng 5 Mình cũng gửi tín hiệu đến anh em Mua thằng SMC và thằng TLH Mua chờ trần ở cuối phiên sáng Thì còn mua được thằng TLH Và thằng SMC Còn ở thời điểm hiện tại thì thực ra là không còn tín hiệu mua nữa anh em mà canh mua thì phải mua muộn thôi, phải chấp nhận rủi ro thôi. Chứ còn thực ra những cổ phiếu này không biết nó kéo lên đâu, không biết nó tăng đến đâu đâu. Điên thì nó tăng theo khoảng 30 40% nữa. Nhưng mà trong trường hợp thị trường rủi ro, thị trường rung lắc thì những cổ phiếu này là những cổ phiếu nó quay đầu với chỉnh đầu tiên. Nên chúng ta cũng phải chú ý vị thế rủi ro anh em nhá Trong những phiên tuần tới mà anh em quan tâm còn đang quan tâm đến nhóm cổ phiếu đầu tư công thì có thể xem xét về những cổ phiếu như HHV canh để mua mới. Những cổ phiếu này quan trọng nó phải có cái tín hiệu nó xác nhận nhưng thực ra ở thời điểm hiện tại thì nhiều anh em cả nhiều anh em trong Zoom khách hàng của mình đã mua từ ngày mùng 9 mùng 10 tháng 5 cơ. Và cũng đang kỳ vọng là tiến tới mùng 14 này này để canh bán ra. Vì thực ra ở thời điểm hiện tại những cổ phiếu như Nam Kim Hoa Sen hay là HHV hay là LCG ở nhóm đầu tư công, Nam Kim Hoa Sen nhóm dòng thép thì cái nền giá của những cổ phiếu này giai đoạn vừa qua nó cũng na ná giống nhau. Mức lợi nhuận sinh ra, mức lời sinh ra khi mà anh em đầu tư những cổ phiếu này nó không cao nên đây là lý do vì sao mình không ưu tiên những cổ phiếu này trong thời gian vừa qua. Chắc chắn là nhiều anh chị em trong thời gian vừa qua nghe mình phân tích nhóm bất động sản, nghe mình chia sẻ nhóm bất động sản nhiều quá, phát ngán. Mà cũng nhiều anh chị em không thích nhóm bất động sản. Nhưng mà đến khi nó tăng khoảng 30, 40, 50% rồi. Lúc đó thì mới tìm kiếm điểm tham gia. Thì thực ra lúc đó mua rất là rủi ro luôn. Anh em nhé, sau này nếu như mà có muốn đầu tư hiệu quả trên thị trường thì nên mua sớm. Nên hình thành một cái phương pháp đầu tư và biết được giai đoạn nào nên ưu tiên dòng nào giai đoạn nào nên rời xa thị trường giai đoạn nào nên cầm tiền mặt giai đoạn nào nên full margin giai đoạn nào nên all in và giai đoạn nào nên cầm nhóm chứng khoán giai đoạn nào nên cầm nhóm bất động sản giai đoạn nào lại lên ưu tiên nhóm đầu tư công thì nó cần phải có cái phương pháp và kinh nghiệm sau cái quá trình tích lũy đầu tư trên thị trường thì anh chị em mới có được và phải tự đúc rút kinh nghiệm ngoài ra anh em có thể theo dõi thêm một số cổ phiếu trong tuần tới nó có khả năng nó bứt phá đi lên. Thứ nhất là thằng PXL nó cũng đã có một cái nền giá nó đi ngang. Nó cũng đang có cái cách hoạt động tương tự giống như là thằng TLH trong những phiên mà mình khuyến nghị anh em. Nó cũng đã có một cái nền giá kéo dài khoảng 6 tháng, 5 tháng. Nên anh em cũng chú ý thêm thằng PLX, à, PXL ở nhóm dầu khí anh em nhé. Ngoài ra thì còn thằng PVB ở nhóm dầu khí thì mình đánh giá trong những phiên sắp tới khả năng cổ phiếu này nó đi lên khá là cao Nó vừa mới trải qua những cái nhịp nó hồi phục và rũ bỏ Thì mình đánh giá là trong những phiên tuần tới thôi Thằng này nó sẽ vượt đi lên được cái kênh xu hướng cản chéo trong ngắn hạn Và giúp anh em kiếm được những khoản lợi nhuận trong ngắn hạn Hay anh em mà quan tâm đến nhóm dòng dệt may thì có thể xem xét về thằng TNG hay thằng VGT cũng có thể sẽ là một cái giải pháp giúp anh chị em tìm kiếm những cơ hội. Tuy nhiên nhóm này thì mình không ưu tiên lắm. Nó chỉ dành cho một số anh chị em yêu thích thôi à, Vì nhóm này tính đầu cơ của nó không cao Không quá cao Chỉ có một giai đoạn ở tháng 1 năm 2021 Thì thằng TNG nó tăng mạnh Nhưng mà trong những cái giai đoạn sau này Thì thằng TNG nó không đem lại Những cái hiệu ứng tích cực cho nhà đầu tư Mua những cổ phiếu này hay VGT cũng vậy Nên mình không ưu tiên nhóm này lắm vì Tính điên của nó không được cao lắm Anh em nhé. Ngoài ra thì anh em có thể theo dõi thêm cả thằng Ita Ita thì trong sau cái thời gian lùm xùm liên quan đến doanh nghiệp thì cổ phiếu này nó cũng đã tích lũy được khoảng 5 6 tháng. Thì mình đánh giá là những cổ phiếu này sẽ là những điểm đến của dòng tiền sau cùng của dòng tiền chảy vào nhóm penny thì anh em cũng có thể lưu ý thêm thằng ita ngoài ra thì còn thêm một số cổ phiếu khác thì mình sẽ gửi đến anh chị em sau khi nó đã có đủ những cái tín hiệu xác nhận ngoài ra nếu như mà anh chị em đầu tư trong giai đoạn vừa qua chưa được hiệu quả chưa mua và ôm được những cổ phiếu như dtd này hay là DIG hay là Đất Xanh hay Cell hay Nam Long Hay là những cổ phiếu khác Nó đem lại những cái khoản lợi nhuận Mà trong cái danh mục của mình Mình khuyến nghị cho anh em trong Zoom khách cả Mà anh chị em có thể mua được những cổ phiếu Mà mình khuyến nghị Cho những anh em trong Zoom khách cả Thì thứ nhất là có thể inbox cho em Để đăng ký khóa học Thứ hai có thể inbox cho em Để tham gia vào Zoom khách hàng Với kỳ vọng tiếp tục Mua được những siêu cổ phiếu Những cổ phiếu tiềm năng để đầu tư trong thời gian tới ngoài ra anh chị em mà thấy cái video này hữu ích thì nhớ like và subscribe ngoài ra anh chị em có thể chia sẻ video đến mọi người để mọi người biết đến kênh của em và biết đến những cái chia sẻ từ kiến thức và kinh nghiệm của em để giúp anh em đầu tư hiệu quả hơn thành công hơn khi tham gia trên thị trường anh chị em nhé cảm ơn anh chị em đã theo dõi